số 3. Sự điện lý của nước. pH. Thế là trong bài này chúng ta có hai phần, một phần chúng ta nghiên cứu về sự điện lý của nước, một là mã sự điện lý của nước, ở trong phần một la mã này thì sự điện lý của nước thì chúng ta chỉ cần quan tâm cho thầy đây. Thứ nhất, nốt nhỏ, nước là một chất điện lý yếu. Nước là một chất điện lý yếu, cái này thì bạn nào cũng biết rồi, đúng chưa? Phương trình điện lý của nước H2O điện lý không hoàn toàn để tạo thành H cộng cộng OH trừ, được chưa? Thế thì từ đó thì người ta suy ra được một cái, người ta tính toán được một cái, đó là tích số ion của nước. Tích số ion của nước thì dưới sự tính toán ấy, thì nó tính toán được là tích số ion của nước là lấy nồng độ OH cộng này nhân với nồng độ của OH trừ này thì luôn cố định bằng 10 mũ trừ 14, được chưa? Luôn cố định bằng 10 mũ trừ 14. Đây là một hằng số ở 25 độ C nhá, là một hằng số ký hiệu là KV kép. KV kép là hằng số, V kép là viết tắt của nước theo tiếng Anh, water, đúng không ạ? Đấy, luôn là một hằng số ở 25 độ C, luôn là hằng số ở 25 độ C. Thế còn nếu mà các cái nhiệt độ khác thì mình có thể coi là gần bằng 10 mũ trừ 14, mà thế vẫn là ok, đúng không ạ? Vẫn được, đúng không ạ? Đấy, thế thì từ cái tích số ion của nước này thì mình sẽ có hệ quả nó như thế này. Hệ quả nó sẽ như thế này. Suy ra, nếu mà nồng độ của H cộng, một cần tìm nồng độ H cộng thì nó sẽ bằng 10 mũ trừ 14 chia cho nồng độ OH trừ, đúng không ạ? Hoặc là nếu mình cần tìm nồng độ của OH trừ ở bất kỳ một dung dịch nào thì mình lại lấy là 10 mũ trừ 14 chia nồng độ OH cộng, đúng không? Cái này rất quan trọng nhá, nó là nền tảng để chúng ta làm thắng cái dạng bài pH. Thế nếu mà nồng độ OH cộng mà bằng nồng độ OH trừ trong môi trường trung tính, thì có phải là nồng độ OH cộng bằng nồng độ OH trừ không? Đúng chưa? Mặt khác thì nồng độ OH cộng nhân với nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 14, mà nồng độ OH cộng lại bằng nồng độ OH trừ. Vậy có nghĩa là bằng là chính suy ra là nồng độ OH cộng mũ 2 thì chính bằng 10 mũ trừ 14. Vậy suy ra nồng độ OH cộng bằng nồng độ OH trừ và bằng 10 mũ trừ 7. Đấy, vậy là nếu mà nồng độ OH cộng và bằng nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 7 thì nó là môi trường trung tính. Thế tiếp theo. Thế nếu mà nồng độ OH cộng mà lớn hơn 10 mũ trừ 7 thì chắc chắn nó phải là môi trường gì ạ? Nó phải là môi trường axit. Đúng không? Thế nếu mà nồng độ OH cộng mà nhỏ hơn 10 mũ trừ 7 thì chắc chắn nó phải là môi trường kiềm. Đúng không? Đây là nền tảng để chúng ta so sánh về sau này. Nhá, đây là nền tảng để chúng ta so sánh về sau này. Ok không ạ? Rất là dễ nhá. Sang phần 2 la mã về pH. 2 la mã. pH chúng ta viết đúng nhá. Chữ P để không viết hoa này, chữ H để viết hoa này. Được không ạ? Thì mình sẽ có này, pH thì nó sẽ luôn luôn như này. Một nhỏ cách tính pH. Cách tính pH. Thì mình luôn luôn có này. pH thì bằng trừ logarit nồng độ H cộng. Đây ạ, nút logarit đây. Đây.
logarit đấy, trừ logarit nồng độ H cộng nhá. Vậy thì mình sẽ có hệ quả, nên là nếu mà biết được nồng độ H cộng thì mình tìm được pH. Ví dụ như thầy có là nồng độ H cộng mà bằng 10 mũ trừ 1 thì pH sẽ bằng trừ logarit của 10 mũ trừ 1, đại thì pH bằng 1. Hãy bấm như này. Thế còn nếu mà biết được pH thì mình sẽ tìm ngược lại được H cộng thì bằng 10 mũ trừ pH. Có nghĩa nếu nồng độ H, nếu pH bằng 1 thì nồng độ H cộng sẽ bằng 10 mũ trừ 1. Được không? Đấy, vậy là suy ra là dựa vào pH thì mình tìm được nồng độ H cộng, mà dựa vào nồng độ H cộng thì mình cũng tìm được pH. Được không ạ? Đấy, thì thường thì pH thì thường có giá trị từ 1 đến 14. Thường nhé, thì pH chạy từ 1 đến 14, nhưng mà nó cũng có thể có pH âm, nó cũng có thể có pH bằng 15, nhưng mà thường trong thực tế, thường trong thực tế thì pH của máu người và động vật thì có giá trị gần như không đổi. Được chưa? Đấy, thì mình lưu ý một chút. Thế thì ở từ cái cách tính pH này thì mình sẽ suy ra, mình kết hợp với cái bọn ở bên trên này. Đúng không? Vậy thì mình suy ra này, môi trường trung tính thì pH sẽ bằng mấy ạ? Bằng 7. Đúng không ạ? Thế còn môi trường axit thì suy ra đây, các em nhìn nhá, đây nó có dấu trừ này. Đúng không ạ? Đây nó có dấu trừ nên nó sẽ ngược lại. Thì pH sẽ nhỏ hơn 7. Môi trường kiềm thì pH nó sẽ lớn hơn 7. Được không ạ? Đấy, cái này là quan trọng này. Đi thi thì quan tâm đến lại pH hơn. Được không ạ? Trung tính thì pH bằng 7, axit thì pH nhỏ hơn 7, kiềm thì pH lớn 7, bắt nguồn từ đây. Nhá. Thế song song với lại cái cách tính của pH thì chúng ta sẽ có một cái cách tính mà thầy dạy thêm cho chúng ta kỹ năng để giải bài tập, đó là cách tính của pOH. Cách tính pOH. pOH thì nó cách tính cũng gần tương tự như là pH thôi. Nó cũng không khác gì mấy cách tính của pH cả. Cách tính của pOH thì mình sẽ có là pOH thì bằng trừ logarit nồng độ OH trừ. Và mình cũng có là nồng độ của OH trừ sẽ bằng 10 mũ trừ pOH. Được không ạ? Thế thì vậy mình có cái này. Nồng độ H cộng nhân nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 14. Được chưa? Vậy thì mình từ cái này mình suy ra pH cộng với lại pOH thì luôn bằng 14. Được không ạ? Đấy, thì đây là một số cái hệ quả mà chúng ta cần nắm được nhá, một số cái hệ quả mà chúng ta cần nắm được trong cái chỗ về pH và pOH. Ok không ạ? Bây giờ chúng ta đến cái chỗ và về cái thang pH chút. Thang pH 3 nhỏ, thang pH pH ạ. Đây. Giữa là 7. Đúng chưa? Nhỏ hơn 7 là môi trường axit. Nhá, pH nhỏ hơn 7 là môi trường axit. Lớn hơn 7 là môi trường kiềm. Còn bằng 7 thì nó là gì ạ? Trung tính. Nha. Nếu mà cho quỳ vào, quỳ tím mà vào môi trường axit thì quỳ tím chuyển thành màu đỏ, vào môi trường kiềm thì quỳ tím chuyển thành màu xanh. Còn phenol phthalein mà vào môi trường axit thì không chuyển màu, còn vào môi trường kiềm thì chuyển thành màu